Thì con thấy mấy cái mà thầy có nói không, là bây giờ là lo rèn luyện sức khỏe, tập tiếng Anh, rồi lái xe, rồi một cái tay nghề rồi đó, tự lập là con tự lập được rồi, con ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi tự lập rồi đó. Con thấy mấy cái kiến thức đó giúp mọi người đi qua bên nước ngoài, người ta xử lý được nhiều thứ chưa? Mấy cái đó là mấy cái chính luôn rồi. Cái này qua nước ngoài mà không có biết, thiếu một trong mấy cái đó là mệt mỏi luôn này. Thì bây giờ là ai thiếu gì, bây giờ thầy thấy là mấy năm nay thầy huấn luyện mấy bạn, thầy thấy người này cũng thiếu cái này, người kia cũng thiếu cái kia, không có ai cái đủ đó. Người thì có sức khỏe, lái được xe, tay nghề thì cũng gọi là cứng cứng, tại vì ở Việt Nam có làm qua rồi thì qua bên Úc thì làm thôi, nhưng mà chắc chắn là không không bằng được thợ Úc thôi đó. Thì từ từ rồi họ mới bằng, vài tháng sau, vài một 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 quý, 2 quý rồi từ từ họ sẽ bằng thôi à. Quan trọng là họ chịu khó thôi, sức khỏe có, nhưng mà lại tiếng Anh họ không có, họ chỉ làm cho mấy người Việt Nam thôi. Đó là lý do thầy kêu con phụ thầy lấy thêm khách hàng người Việt Nam đó, chứ trước giờ thầy đâu có khách hàng người Việt Nam đâu. Đó, rồi có những bạn khác á, là tiếng Anh có, sức khỏe thì yếu, sức khỏe yếu đi làm ngày xong ngày mai nó khỏe, nó yếu rồi, nó đâu có làm nổi nữa. Rồi sao đó, rồi không có bằng lái xe nữa, đi thì phải có người ở đi rồi này nọ nữa, thấy phiền phức chưa? Con thấy những cái hạn chế chưa? Con cứ tưởng tượng đi, họ cứ thiếu cái này rồi thiếu cái kia là nó hạn chế đủ kiểu á. Đi gặp tây, qua khách hàng tây thì cũng không được, tới ngồi cũng nói chuyện tây cũng hiểu, mà tây nó nói thì thợ của mình cũng không hiểu, lúc nào thầy cũng phải có mặt đó để mà dịch dịch hồi thì cho lên đường luôn chứ sao, cho nghỉ luôn chứ sao, còn nếu không cho nghỉ thì phải cho mấy ông đó làm chứ, người Việt thôi chứ, nói họ không hiểu mà. Người ta kêu cắt cái cây, mấy ông người ta kêu tỉa cái cây thôi, mấy ông nó cắt trụi lũi cây của người ta luôn, người ta hỏi bao lâu thì cây ta mọc ra, kêu ngày mai mọc ra chết luôn rồi. Cây nào ngày mai mọc nổi. Rồi có nhiều bạn á, là nói là sơn sơn cái chỉ có cái trần không thôi, mấy bạn làm luôn sơn trần, sơn sơn tường, sơn ta lạ, người ta nói sao. Rồi có nhiều người kêu đục đục gạch của cái phòng 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 toilet thôi, chơi vô phòng khách của người ta lấy mà đục luôn à. Thua luôn á, rồi sao mình được, rồi phải đền thôi chứ sao. Đó, thiếu tiếng Anh là cũng không được, mà không có lái xe thì kêu người này chở, người kêu. Có những bạn là mình phải gọi Uber để chở đi làm nữa kìa. Ồ, giống như sếp mình vậy đó, chứ không phải là mình là sếp họ, giống như kiểu chuyên gia vậy Để là thầy chuyên gia nước ngoài về làm đó. ca khó. Chuyên gia. Mời chuyên gia Việt Nam qua bên Úc đó. Mà chuyên gia không biết gì luôn đó. Chuyên cái da đó chứ không phải là chuyên gia. Có nhiều người vậy đó, người ta không chịu rèn luyện. Với lại cái đầu của người ta đi nước ngoài, người ta nghĩ là đi qua đây để hốt, đi qua để bốc hốt, rồi đi qua đây để chụp giật cái gì đó. Thì mấy bạn đó thì mình nghĩ mấy bạn nó không nên đâu. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn phát triển là các bạn phải rèn luyện từ Việt Nam, rèn luyện từ bây giờ, giống như Phúc rèn luyện đó, rèn luyện sức khỏe cho nó tốt, rèn luyện lái xe, rồi rèn luyện chuyên môn, rồi xong rồi tay nghề cho nó cứng cáp, rồi phải kiếm thêm việc phụ nữa để đi làm chứ, đúng không? Chứ không phải đi qua đây cứ làm nghề chính không thôi. Ít nhất qua đây cũng chạy Uber cũng buổi chiều buổi tối nếu mà không có việc, hoặc là buổi sáng đi làm rồi thì buổi chiều chạy xe thêm để kiếm thêm tiền, hoặc là đi giao đồ ăn đủ kiểu hết, hoặc là đi kiếm cái chỗ một cái shop nào đó mà người ta buôn bán rồi này nọ, rồi buổi chiều tối đi giao hàng hóa cho người ta cũng được mà. Thiếu cha gì việc nó làm mà không không chịu làm. Con mà Rồi qua đó là con tập trung con làm thêm đan lưới, con thấy cái đó ổn. à, nhưng mà đan lưới là con phải gặp một cái người ở trong đó, một cái người mà giống như trưởng trung tâm đó đó, xong người ta gom hết lại để cái chỗ đó, người ta yêu cầu đan sao thì con về con đan một lần luôn, ví dụ như tới mấy cái trung tâm đó hoặc là mấy cái chỗ mà bán đồ nó ấy thôi. Nhưng mà cái đó mình chỉ là cái nghề phụ của mình thôi, Dạ đúng rồi. thì nói chung là cứ liên tục rèn luyện thôi à. Dạ. Hồi nãy lúc đầu bữa nói chuyện này mình có nghe nói là Phúc thấy nó trống rỗng đúng không, nó thấy nó giống như trong cái thời gian mà nó rèn luyện ở Việt Nam á, các bạn sẽ cảm giác là có những anh khác á Phúc, là họ có luôn skill assessment rồi,
họ có đủ điểm tiếng Anh rồi mà họ phải ở Việt Nam, họ đợi tới khi mà người ta gọi cái visa 491 á, nó sẽ kéo dài 18 tháng cho tới hai mươi mấy tháng, có khi là 30 tháng luôn á. Đợi Dạ. mòn mỏi người ta sẽ sốt ruột lắm. Dạ đúng rồi. Đó, thì mình mới nói với các bạn đó là các bạn hãy, trước khi mà các bạn làm cái gì, các bạn phải suy nghĩ là hãy làm cho các bạn có một cái gọi là một cái visa mà để đi qua Úc, để mà đi du lịch đó, để mà qua Dạ. Úc biết được cái tình hình ở bên Úc làm sao, coi con người nó làm sao. Giống như mình hay nói với mấy bạn đó là làm sao đó phải có cái visa du lịch trước, để làm gì, để đi qua Úc để mà học cái bằng lái, rồi thi cái bằng lái bên Úc, rồi mở thẻ ngân hàng, rồi đi tìm cái việc làm rồi nọ bên Úc trước luôn á. Nếu mà không qua được á, cực chẳng đã không qua được là phải online, phải gặp người này nói chuyện, người kia nói chuyện rồi này nọ, để mà có mấy cái việc làm đó trước, chứ đừng đợi tới khi nào qua đây rồi mới đi kiếm việc làm, nó không có ra đâu. Đi qua đây lái xe nữa mà sao kiếm việc làm, có nhiều người qua đây còn không biết lái xe luôn, cho em đi làm đi rồi rồi làm phải tới chở đi, giống như là ấy, thêm đứa con nữa mệt mỏi nữa. Giao việc thì không biết làm, rồi Facebook rồi mạng xã hội cũng biết sử dụng nữa, thua luôn. Bây giờ từ đây cho tới thứ bảy nhật bây giờ là con lên Sài Gòn đi vòng vòng chơi hả? À? Giải quyết việc cho nó xong rồi bắt đầu thứ hai bắt đầu hả? Dạ. Lên dọn phòng dọn cửa rồi mai lấy hơi phát là thứ hai vô làm việc đó thầy. Rồi rồi, ok. Thì đó thôi, giờ bắt đầu cũng quay trở lại làm việc thôi. Ừ. Thì sắp tới đó mình có mấy cái khóa học đó thì tham gia chung với mấy bạn luôn. Thì con có thời gian bữa nào rảnh thì vô tham gia để biết được bên ngoài nó sao. Thì ở nước ngoài cái nào nó cũng như nhau thôi à, nước này nước kia nước nọ, cho dù Mỹ, Anh, Pháp, Canada hay là châu Âu hay là Nhật hay là Hàn hay Đài Loan thì mình thấy nó cũng vậy thôi à. Thì cũng có một cái đó thôi à, bao nhiêu đó thôi à, chứ không cái gì khác hết đó. Ừ. Rồi, thì cứ vậy mà làm thôi chứ sao. Cứ rèn luyện thôi. Con có biết đó là bây giờ mà con cứ rèn luyện mấy cái đó cho nó càng thuần thục, lâu lâu con phải vợt lái xe lại nha. Ừ. Đó, thì càng thuần thục. Với lại bây giờ nếu mà có thời gian, giống như hồi nãy có nói chuyện với con nói là tuần tới là có người thân gì đó đi đi tour Thái Lan hay là đi nước này nước kia đó. Con coi rồi con sắp xếp đi chung với mấy người đó. Ok. Để mà tăng cái visa. Hồi trước giờ con chưa đi nước nào đó, đúng không? Chưa thầy. Thì đó bây giờ con phải đi ra để con biết được, à ok, đi qua cửa khẩu cái thủ tục làm như nào, xuất ngoại thủ tục như nào, cầm cái passport đi người ta đóng dấu như nào, hải quan qua hải quan sao, xuất cảnh sao, nhập cảnh sao, con hiểu không? Thì con Bữa phải ừ. bữa có coi cái video thầy gửi Việt Nam mấy anh đi qua cửa khẩu bị hải quan nó giữ lại. Mấy ông đó mang đồ trái phép, đồ cấm nữa đây thầy, có thể gửi Ừ. Thì đó thì nói chung là đi đi á, thì ở những cái nước như Đông Nam Á của mình á, thì nó rất là dễ, mà đi qua Úc này nọ là nó khó, tại con đem đồ ăn vô lỡ mà nó hư cái gì đó, cái môi trường của người ta làm sao, cái hệ sinh thái của người ta làm sao, đúng không? Đó thì bây giờ con đi để con biết. Phải, với lại đi nước ngoài á không phải là đi để mình chụp hình khoe Facebook đồ này nọ, cúng Facebook rồi Instagram rồi này nọ, không phải. Thì tất nhiên mình cũng phải chụp vài tấm để cho biết là mình đã tới rồi, đúng không? Mình cũng livestream một hai video biết là tôi đã từng đi nước này rồi, làm kỷ niệm ví dụ vậy đi. Hoặc là mai mốt xin visa đi Úc hay đi Mỹ gì đó hay đi châu Âu gì đó thì người ta cũng thấy, à cu Phúc này nó đã từng đi nước này nước kia rồi, đi xong nó về nè chứ đâu có ở lại chi đâu, đúng không? Thì sắp tới thầy cũng đang tính bàn với con hoặc là với anh An, mà chắc là anh An là làm chính chức mấy cái tour đi nước này nước kia đó, rồi coi coi mấy anh em trong group Úc Đại Lợi ai muốn đi thì tổ chức một tháng đi một lần, đi luôn một vòng luôn, đi trong 5-7 ngày đó, đi hết tất cả các nước luôn á. Ừ. Coi coi sắp xếp rồi đi vậy để cho cái visa rồi nó mạnh lên chừng ba bốn tháng tổ chức đi một lần, một năm đi chừng 3-4 lần, má ơi visa mà không mạnh nữa không biết làm sao luôn á. Đúng không? Hoặc là tổ chức đi mấy cái nước ví dụ như Philippines học tiếng Anh chừng khoảng 3-4 tháng gì đó hoặc 6 tháng gì đó kiểu vậy. Đi qua bển thầy cũng có người học ở bên học trò của thầy bển nhiều lắm. Ừ. Năng quá hay. Đó thì mình tổ chức luôn mấy cái đó để cho mấy bạn đi, ví dụ như mấy người nào mà ví dụ gia đình họ không khá giả đi, ví dụ như con nghĩ là gia đình con cũng coi như là trung bình đi, trung bình khá đi, có những người khác người ta đâu có ba mẹ hỗ trợ đâu, giờ tính sao, họ tự cày thôi chứ sao, mà có chí giống như con thì cũng đỡ, gặp cái đứa không có chí giống con nó về nó ăn bám cha mẹ nó luôn.
đúng không? Đó, thì coi coi để tối thì bàn lại với anh An coi với lại thêm lực nữa coi sao. Ừ.